Giờ bắt đầu mình đi lên tàu nha. Rồi. Đi lên cái xe này đi. Cái này đi hơi khó, sợ quá, sợ lọt dưới nước quá. Quá đẹp luôn. Biết lỗi không? Lá cờ của Mỹ. Ồ sao bây giờ chỗ này trống vậy ta? Người ta chuẩn bị cho mình lên hay sao ta? Sao trống vậy ta? Cờ hồi xưa của Hoa Kỳ nè. Rồi sau Thế chiến mới đổi lại cái cờ mới bây giờ. Chắc đi xuống chút dưới nè. Nó máy nó đi xuống dưới đây. Bắt mình phải đi xuống dưới đây. Ai bắt mình đó? Nói đi xuống này đi mới đi ra được. Chứ không đi ngang qua kêu được đâu cờ. Cái máy quay không được, quay không. Ok, bây giờ mình đi bây giờ mình đi xuống với hầm tàu nha, với hầm chiếc submarine nha. Cái này là chiếc tàu ngầm. Bây giờ đi xuống đấy, nó chiến tiếng hơi vang nha. Đó, đi xuống này. Ủa bây giờ người ta làm lại ra dưới này rồi. Quá tiếng quá trời, quên cái bom quá trời nè. Đây thả bom. Đây là cái gì? Thả bom hả? Cái này đó là cái chỗ mà đút cái thủy lôi vô. Khi mà cái trái thủy lôi này nè mà nó chạy bỏ vô cái nòng súng này nè là bắn ra ngoài. Dạ. Dạ, bắn cái hướng này vô, trái này chạy vô đây ha, bắn vô trong này. Ủa sao cái này nó có cái đầu ấy vậy ta? Đó là cái đuôi của đuôi thủy lôi đó. Mình không có rành thì mình phải nhờ anh xin đi diễn thuyết giùm. Mình không có trong cái lính không biết gì hết. Nói sao nghe vậy nha. Ráng quay trời quá trời thì luôn cái gì chứ này vậy? Cho bắn hai mấy chiếc quả tiễn này, vậy là có bốn cái này bốn cái bằng nhiều này. Thủy lôi. Dạ. Yeah. Bốn cái thủy lôi. Ủa sao có bốn cái sao lũ ta? Bắn hết rồi đẩy cái khác ra. Chỗ nào đẩy đâu? Trong cái máy đó, đó nè. Đẩy ra thêm nữa hả? Dạ, yeah, nó mở xong rồi nó lấy ở phía dưới đó rồi người ta mang ra nữa. Mỗi lần mà nạp đạn đó thì lại tốn khoảng 12 phút. Ai ok. Mỗi lần nạp đạn tốn 12 phút con có hai cái bình với lại đỏ nữa. Mà công nhận người ta ngày xưa trước năm 1941 thì không nhớ chiếc tàu này là hồi nào, nhưng phải công nhận là người ta làm quá hay, con người quá thông minh luôn ha, làm quá hay luôn. Coi làm trái bỏ vô đâu nó vừa cho luôn, không bự được. Bốn trái, hai trái nữa hả, là sáu trái, ba trái nữa là bảy trái đó. Anh ta tạm thời ngủ được hai cái giường ngủ nữa. Bây giờ mình phải đi vô, đi hết cái con tàu của cái Marine này nha. Mình đi hết cái con Marine này, giùm coi nha. Oh my god, nhỏ xíu sao tôi bọc, sao tôi vô được. Thì đó. Vậy mấy người lính trước chắc không được ăn quá. Ô trời ơi. À, nhỏ xíu à. She said that doesn't fit her. Ok. Nghe cái chỗ này là phòng ngủ ha. Phòng này mình nhìn là mình cũng biết rồi. Cái chỗ để đồ ăn, rửa tay. Đây này có ba thủy thủ rồi. Bên tay trái này là có ba thủy thủ ngủ đây. Đây người ta quá, ngủ nhỏ quá. Còn này là cái phòng gì, sẽ là war room là gì? War room là gì? War room. Yeah. Rồi cho mấy người chắc ngồi đây ăn á, phòng sẽ ăn á. Mỗi cái chỗ nó cho sáng đánh răng liền khỏi mất công, ai chả ai dành qua hết trơn, có chỗ để đồ luôn nè, năm sáu ngăn luôn. Captain.
Ồ, captain ở cái phòng nhỏ xíu này nè. Còn đây là captain, có hình nè. Ông bãi trong đó. Ông captain đó, vô không được. Mà nhỏ xíu. Sao Phật để lại cho tất cả những phòng đây. Bên này nữa. Coi như là cứ chỗ này là được ba người chị thủ ở. Này 1, 2, 3, 4, 6 người luôn. Oh my god, 6 người ở chỗ này. Này 6 giường, 6 người ở. And mỗi cái trong này có key nè. Mấy cái key có mỗi phòng để mở cửa vô nè. Đó. Mỗi cái chìa khóa trong để mình mở phòng mình vô đàng hoàng. Đánh máy. Đánh máy ngày xưa các bạn, đánh máy ngày xưa. Thư ký ngày xưa. Như bún bọt á. Bún bọt á. Rồi bây giờ mình qua cái chỗ khác nữa. Em quay anh cho. Thôi được rồi. Ồ cái này chỗ này là phòng gì đây? Hoàng Quân không? Phòng của Hoàng Quân nha. Mình đứng đây mình bàn chuyện chút xíu anh. Phòng Hoàng Quân nè. Ờ, đúng rồi. Phòng Hoàng Quân là quá trời máy móc luôn, mà quá trời cái lúc đi ngày xong về nhà là chắc là xuống năm thao kìa. Em bắt tao mồ hôi nè, chạy nè. Chịu không nổi luôn. Là cái này là cái bàn mà ngồi tính toán. Tính toán chuyện đâu quýnh sao đây nè. Chỗ này là chỗ nó ý ồ chỗ này nói chuyện đây nói đi gọi lên cái cô này cổ đang làm nó cổ chùi gọi là 24/24 đó, lúc nào cũng có người chùi, bởi vì cái vàng máy á, vẫn sáng như vậy thường được đó, hay không, đứng 24/24 chùi hết, bởi quý vị thấy bóng dễ sợ không, xin kia rồi. Mấy cái valve của cái tàu ngầm nè, nhìn sáng đẹp quá ha. Wow. Đây, mấy cái valve của tàu ngầm, chắc cũng lo chạy đó. Nếu mà mình biết được nhiều hơn, mình sẽ nói được nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ là các bạn nhìn lên trên mái nè. Ở trên này đó là lại có mình đã nhìn thấy được một cái phòng lái nữa. Ở trên này này nữa, nó có cái turn nó cái nhiều vòng để mà turn nó, nhưng mà người ta sợ té nên nên ta không cho mình leo lên. Ngày xưa mà. Yeah. Ok. Sao bây giờ mình mua on. Mình đi tới đây nè. Ô cái này còn xa. Coi mấy cái vào. Ô trời. Cái này chắc một người mà học cái này xong á, người chị thủ á. Học xong cái này chắc quá dữ. Bởi chiếc tàu mà mình đi vượt biên á, đâu có dữ vậy ha. Ok. Rồi vậy bây giờ mình suy nghĩ, mình nghĩ thôi nha. Mình không có thấy mà mình nghĩ cái này là cái pressure để mà adjust được và lặn cái tàu xuống, lên xuống là bao nhiêu. Bao nhiêu độ đó là từ cái này nhìn cái đồng hồ này. Đó, các bạn thấy không? Thì để người ta adjust từ chỗ này nè. Còn cái này là cái ống này là cái gì ta? Người ta có chứng minh rồi không biết. Ồ cái này có radar sơ. Bây giờ mình lại bước qua một cái phòng nữa. Hồi nãy là cái phòng máy, bây giờ mình bước qua cái phòng nữa. Cái này là view kitchen. Kitchen bự chưa nè.
real kitchen luôn. Đó, cái này là cái đầu cân ngày xưa xài cân ha. Ô, về cũng còn cái máy này nữa. Ngày xưa mà cũng có cái máy này nữa. Cho mấy thủy thủ xài. Ăn xong thì rửa tay đây, trước khi ăn thì chắc rửa tay đây. Đó gồm có mấy cái bàn ghế này cho mấy thủy thủ xuống đây ăn đó. Người ta đó. 2 4 5 5 người thủy thủ có cái hình này bỏ luôn. Dạ. Dạ. Ồ, cái này là mình không biết cô nào đây, nhưng mà thường thường mấy thủy thủ là thích lúc nào cũng thích có gia nhân hết. Nên là người ta để cái hình này chụp hình chiếc lên để lên. Tiếp tới nữa còn được bự quá luôn. Dàn máy nữa. Oh my god, cái này mày nhiều quá. Nhiều máy quá luôn. Nhiều máy quá luôn, vậy tốn bao nhiêu dầu ta? Trời ơi, nhiên liệu kìa. Quá trời luôn. Đó lại thêm một dàn nữa là cũng là 8 cái thì là 4 cái máy bự đó nữa. Ôi ơi, má ơi. Quá dữ luôn, công nghệ con người hay thì không biết sao mà hay quá. Giờ thấy cái đầm đẹp, không biết nào để chụp lên. Cái đầm này mà có thể đây thì mình phải kiếm giữ đi, cái này hay quá luôn. Hay quá.
lại một phòng nữa. Phòng này là cái này là hơi nhiều rồi nha. Restore không biết cái này là gì, hơi nhiều rồi nha. Cũng máy nhiều quá, không biết gì hết. Lại 1000 máy nữa. Trời ơi, cái này hư không biết sao sửa nữa. Hay quá. Không nhận. Không mà cái này hay quá. Cái lớp gì đi mà. Hai cái đầu luôn, bữa này cái bên kia cái. Cái này kéo xuống nè. Kéo xuống cho chạy ha. Là lại qua một trận một cái một phòng nữa. Bây giờ qua là cái phòng được là mấy cái thủy lôi nữa nè. Qua đây có mấy chất thủy lôi. 1 2 3 4 thủy lôi nữa. Lại bắn nữa. Dưới nữa. Nằm dưới đây nè. Lại bắn được nữa, tất nhiên là bắn trước bắn sau bắn cũng được hết trơn á. Dạ, bắn trước bắn sau bắn cũng được hết. Hay quá luôn. Rồi, 4 cái thủy lôi nữa. 4 cái đít cái nó lên kìa. Ok, cái này là 105 ly. Cái cự ly của nó bắn đó là 16 cây số, tức là khoảng 10 mai. Thì cái 105 này bây giờ mình không có xài nữa. Cái mà nhỏ nhất ở trên cái tàu của Hải quân bây giờ là 155. Rồi có những chiếc nó gắn 205. Thì cái cự ly bây giờ nó bắn đó là 46 mau, tức là hơn 60 cây số. Còn cái cây mà ông ở trên này ông đang cầm á là không biết bao nhiêu hết. À. Nếu mà đoán thì không biết luôn, khỏi đoán. Yeah. You see me? Okay, good. Something.